Tai nghe 7F2 Plus, tai nghe không dây chất âm tuyệt hảo, giá trị 450.000, được thiết kế để phù hợp với phong tài của người Việt. F2 Plus đeo rất êm và nhẹ, thích hợp để vận động thể thao, sử dụng Bluetooth 5.3 mới nhất, kết nối nhanh và ổn định, thời lượng pin lên đến 20 giờ, sạc một lần đủ nghe cả tuần, chất âm tốt trong tầm giá, ưu đãi dành riêng cho người xem hiểu rõ trong 5 phút, tặng cắp sạc 2-1 trị giá 150.000 ở dưới phần bình luận. Xin chào các bạn. Vụ khủng bố tại ngoại ô Moscow khiến ít nhất 143 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương đã làm rúng động không chỉ nước Nga mà cả thế giới. Vụ tấn công vào nhà hát Krokus là thảm kịch khủng bố đẫm máu nhất ở Nga trong 20 năm qua. Giới chức đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm tại hiện trường, dự kiến kéo dài vài ngày. Cảnh báo số người chết sẽ tiếp tục tăng lên. Sau vụ tấn công, Moscow đã hủy toàn bộ sự kiện tập trung đông người vào cuối tuần này, đặt 4 sân bay ở Moscow trong tình trạng báo động cao. Chính phủ Nga yêu cầu tất cả đại sứ quán Nga trên thế giới treo cờ rủ để tưởng niệm các nạn nhân. Giới chức trách cho biết lực lượng cứu hộ có thể mất vài ngày để tìm kiếm, dọn dẹp đống đổ nát sau vụ tấn công. Trong khi đó, các nhà điều tra đã vào cuộc để tìm ra hung thủ và động cơ tấn công. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng có bài phát biểu tới người dân Nga về vụ tấn công khủng bố nhằm vào nhà hát Krokus City và cho biết ngày 24 tháng 3 sẽ là ngày quốc tang toàn đất nước. Ông Putin chia buồn với những thân nhân của những nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố tàn bạo. Ông khẳng định các cơ quan điều tra và hành pháp sẽ làm mọi thứ có thể để điều tra ra chi tiết về vụ tấn công. Tổng thống Nga nhận định rõ ràng là Nga đã phải đối mặt với một âm mưu giết hại thường dân hàng loạt được lên kế hoạch từ trước với các tay súng đã sát hại người dân Nga một cách máu lạnh. Tổng thống Putin cam kết tất cả thủ phạm, những đối tượng tổ chức và tài trợ cho vụ tấn công khủng bố ở Krokus City sẽ bị trừng phạt thích đáng. Nga sẽ xác minh và trừng phạt tất cả những kẻ có liên quan. Ông Putin cũng cho biết Nga ý thức được mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố và sẽ hợp tác với tất cả các quốc gia đã chia sẻ nỗi đau này với chúng tôi. Ông gọi tấn công khủng bố là hành động đẫm máu và dã man khi hàng trăm thường dân vô tội trở thành nạn nhân. Ông Putin cũng cho biết thêm dữ liệu sơ bộ cho thấy một cánh cửa đã được chuẩn bị sẵn từ phía Ukraine cho nhóm này để vượt qua biên giới. Trong khi ông không đề cập đến phiến quân nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, nhóm đã nhận trách nhiệm tiến hành vụ khủng bố. Tổng thống Putin cho biết các lực lượng hành pháp Nga đang nỗ lực xác minh và truy tìm những kẻ cung cấp phương tiện, vạch tuyến đường chạy trốn, chuẩn bị vũ khí cho nhóm nghi phạm. Cho đến cuối ngày hôm qua 23 tháng 3, cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB đã bắt được các nghi phạm cho biết những kẻ khủng bố tấn công Krokus City Hall ở vùng Moscow đã lên kế hoạch chạy trốn sang Ukraine. 4 kẻ khủng bố đã bị bắt ở vùng Bryansk gần biên giới Ukraine và đang được áp giải về Moscow. FSB khẳng định thủ phạm của vụ tấn công khủng bố khiến ít nhất 143 người thiệt mạng có các mối liên hệ trên lãnh thổ Ukraine. Theo FSB, sau vụ tấn công khủng bố, 4 nghi phạm đã tìm cách trốn thoát trên một chiếc ô tô và băng qua biên giới Nga-Ukraine. Những kẻ khủng bố có liên hệ ở Ukraine, chúng đã sử dụng vũ khí được chuẩn bị trước tại nơi ẩn náu, FSB cho hay. Ngoài 4 tên này, 7 nghi phạm khác đã bị an ninh Nga bắt giữ, tuyên bố của FSB cho biết thêm rằng. Cuộc tấn công vào Krokus City Hall đã được lên kế hoạch tỉ mỉ, kho vũ khí được tích lũy từ trước. Trong khi đó, hãng tin RT đăng trên Telegram một video cho thấy các sĩ quan an ninh FSB đang thẩm vấn một trong 4 nghi phạm vụ khủng bố nhà hát Krokus City Hall khi bị bắt tại vùng Bryansk. Trong video, nghi phạm bị khống chế nằm úp trên mặt đất cạnh một con đường với hai tay bị trói đằng sau. Sĩ quan Nga tra hỏi về động cơ thực hiện vụ tấn công khủng bố. Người đàn ông này trả lời bằng tiếng Nga rằng: "Tôi bắn những người trong nhà hát Krokus vì tiền." Ban đầu, anh ta nói được hứa trả 500.000 rúp, khoảng 5.400 đô la, nhưng mới một nửa số tiền đó được chuyển vào thẻ ngân hàng của anh ta. Tuy nhiên, nghi phạm sau đó cho biết đã được hứa trả khoảng 1 triệu rúp, tương đương 10.800 đô la. Theo nghi phạm, anh ta đã nghe bài giảng của một giáo sĩ trên Telegram trước khi bị những kẻ được cho là chủ mưu vụ tấn công nhà hát tiếp cận khoảng một tháng trước. Nghi phạm giải thích được một người giấu tên liên hệ qua Telegram và sau đó được cung cấp vũ khí. Anh ta quyết định thực hiện vụ tấn công khủng bố sau cuộc trò chuyện với trợ lý của giáo sĩ. Nghi phạm cũng nói những kẻ chủ mưu yêu cầu anh ta giết tất cả những người trong nhà hát. Trong video, nghi phạm thừa nhận đã từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Nga vào ngày 4 tháng 3. Trước các thông tin của cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB nói rằng các nghi phạm đều có đầu mối liên hệ từ phía Ukraine, và cả 4 nghi phạm chính hiện bị giam tại vùng Bryansk, giáp biên giới Ukraine, trong khi 7 nghi phạm còn lại có ý định vượt biên sang Ukraine. Andriy Yusov, phát ngôn viên của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, gọi cáo buộc của FSB là dối trá. Ukraine tất nhiên không liên quan đến cuộc tấn công khủng bố này. Ukraine đang bảo vệ chủ quyền, giải phóng lãnh thổ và chiến đấu với quân đội Nga, không phải là dân thường, Yusov nói.
trợ lý Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak trước đó cũng phủ nhận thông tin từ FSB cho rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm quy kết Ukraine liên quan vụ tấn công khủng bố đều phi lý và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Sau đó, đích thân Tổng thống Zelensky cũng đăng đàn nói rằng Nga đang tìm cách đổ lỗi cho Ukraine về vụ khủng bố nhà hát. Nhưng những lời phát biểu của ông Zelensky lại mang rất nhiều ý. Những gì xảy ra ở Moscow hôm qua là hiển nhiên. Ông Putin và nhiều người đang cố gắng đổ lỗi cho bên khác. Tổng thống Zelensky ngày 24 tháng 3 đã nói như vậy sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các nghi phạm vụ khủng bố nhà hát Krakow City Hall cố gắng chạy sang Ukraine. Ukraine sau đó bác bỏ cáo buộc của ông Putin. Tổng thống Nga thay vì đối thoại với các công dân lại im lặng cả ngày rồi nghĩ cách đẩy chuyện này tới Ukraine. Ông Zelensky nói, mọi thứ hoàn toàn có thể đoán trước được. Hiện vẫn chưa có thông tin điều tra cuối cùng của Nga. Trước đó, tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã nhận trách nhiệm vụ khủng bố này. Nhưng rất nhiều người cho rằng tuyên bố nhận trách nhiệm này là một sự che đậy trắng trợn và mọi con mắt vẫn đang hướng về không chỉ Ukraine mà cả phương Tây. Trong khi giới chức Mỹ xác định độ tin cậy trong tuyên bố của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS rằng tổ chức này có liên quan đến vụ khủng bố Moscow. Về phía Mỹ, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby nói không có dấu hiệu nào cho thấy chính quyền hay công dân Ukraine có liên quan đến vụ khủng bố. Đáp lại bình luận của Nhà Trắng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói, Nhà Trắng cho biết họ không thấy dấu hiệu nào cho thấy Ukraine hoặc người Ukraine có liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Moscow. Cơ sở nào để họ kết luận như vậy? Nếu Mỹ có thông tin đáng tin cậy về vụ việc này, họ phải chia sẻ ngay lập tức cho Nga. Nếu không, họ không có quyền ân xá cho bất cứ ai. Trong khi đó, hãng tin RIA Novosti ngày 23 tháng 3 dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga Andriy Katapolov tuyên bố, một khi thông tin về dấu vết Ukraine trong vụ khủng bố ở Moscow được xác nhận, Nga sẽ có phản ứng rõ ràng trên chiến trường. Điều quan trọng nhất là phải có sự đáp trả rõ ràng, cụ thể và dễ hiểu cho Ukraine. Không phải vấn đề trên lý thuyết mà là mọi thứ trên chiến trường, ông Katapolov nói. Trong bài phát biểu tối qua, ông Katapolov đã thay mặt Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga gửi lời chia buồn tới người thân của các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố, đồng thời cam kết chính phủ Nga sẽ tìm ra bằng được những kẻ đứng sau kế hoạch đẫm máu này. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev nhấn mạnh rằng những kẻ khủng bố chỉ hiểu được sự trả đũa bằng vũ lực, phải lấy máu đổi máu. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cam kết nếu Moscow phát hiện bất cứ bằng chứng nào rằng Kiev có liên quan đến vụ tấn công, tất cả những người liên quan sẽ bị truy lùng và phải trả giá không thương tiếc, kể cả quan chức chính quyền. Không lâu trước thời điểm các tuyên bố này được đưa ra, khi phát biểu trên truyền hình Ukraine, Tư lệnh lục quân Trung tướng Alexander Balios cho biết Nga đang chuẩn bị 100.000 quân để triển khai cho một đợt tấn công mới nhằm vào Ukraine. Ông Balios dự đoán thời điểm tấn công là vào mùa hè. Tuy nhiên, với những gì vừa diễn ra ở Krakow City Hall và những nghi vấn về vai trò của Ukraine trong cuộc tấn công khủng bố này, The Ackerman of the Week, trụ sở tại Moscow cho rằng Nga hoàn toàn có thể đẩy sớm kế hoạch và đòn trả thù nhằm vào Ukraine sẽ rất thảm khốc. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.